giá giảm liên tục, lợi nhuận của các doanh nghiệp chăn nuôi giảm mạnh. Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, giá heo hơi trên cả nước rơi mạnh từ mức trên 65.000 đồng 1 kg xuống dưới 50.000 đồng 1 kg, dưới giá thành sản xuất. Đặc biệt trong 2 tuần trở lại đây, giá heo hơi rất mạnh, bình quân chỉ còn khoảng 48.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định ở mức giá này, đa phần người chăn nuôi chịu thua lỗ, cộng thêm dịch tả heo châu Phi và rủi ro giá cả nên sau khi bán heo, nhiều người chăn nuôi đã treo chuồng. Không dám tái đàn, tính từ đầu năm đến nay, chỉ có 4 tháng giữa năm người chăn nuôi xuất bán lợn trên giá thành sản xuất, tức hòa gốc và lãi, tuy nhiên không phải ai cũng có lợn xuất bán ở thời điểm đó, tuy giá thấp, nhưng tiêu thụ vẫn khó. Thông thường cuối năm bước vào cao điểm tiêu thụ thịt lợn, giá tăng mạnh, thương lái tranh nhau mua hàng. Năm nay, giá giảm mạnh vẫn khó bán, không chỉ nông hộ, mà với mức giá hiện nay các doanh nghiệp cũng rơi vào cảnh thua lỗ. Ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc Công ty Chăn nuôi Lộc Phát BLLT, Sơn La, cho biết. Doanh nghiệp tự chủ được con giống, song với giá lợn hơi như hiện nay doanh nghiệp của ông cũng chịu thua lỗ khá nặng. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam, thừa nhận giá bán lợn hơi hiện nay đang xuống thấp, bình quân 49.000 đồng 1 kg. Do đó, không chỉ hộ chăn nuôi mà các doanh nghiệp cũng chịu thua lỗ, giá bán lợn thấp khiến doanh thu và lợi nhuận trong quý 3 năm 2023 của loạt ông lớn ngành chăn nuôi sụt giảm mạnh. Đơn cử, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đạt doanh thu 2.709 tỷ đồng trong quý 3 năm 2023. Giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 12 tỷ đồng, giảm mạnh đến 96% so với quý cùng kỳ năm 2022. Quý 3 năm nay, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAP Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt gần 1.219 tỷ đồng, giảm 36,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Súc sản Vipsan ở quý 3 năm 2023 chỉ đạt 823 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 25 tỷ đồng, giảm hơn 19,3%. Nhận định về giá heo hơi trong thời gian tới, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết vào thời điểm cuối năm, nhu cầu của xã hội tăng nên giá thịt heo có thể tăng nhưng không đáng kể. Nguyên nhân là do nhu cầu của người tiêu dùng năm nay sẽ ít đi vì kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân không cao.